Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một công an viên đã bị sát hại hết sức dã man, gây chấn động dư luận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Mọi người sửng sốt bàng hoàng khi biết hung thủ lại là vợ của nạn nhân. Tại sao người vợ này lại trở thành ác phụ? Nguồn cơn đến từ đâu? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tầm mờ sáng ngày 7 tháng 1, người dân thôn Nam Sơn bị đánh thức bởi những tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nguyễn Thị Thanh Trinh, 33 tuổi, tổ 5, thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Họ càng bàng hoàng hơn khi phát hiện ngay trong căn nhà của chị Trinh, anh Trương Văn Tâm, 41 tuổi, chồng chị Trinh, là công an viên của xã Tam Hiệp, nằm bất động trên người, nhiều thương tích. Theo lời kể của chị Trinh thì khoảng 3 giờ sáng, nhiều tiếng động lạ ngay trước sân nhà đã khiến chị tỉnh giấc. Chị cũng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đang dắt chiếc xe máy của mình ra trước sân rồi biến mất trong bóng tối. Tưởng trộm, chị vội chạy ra sân chi hô để gọi chồng dậy, nhưng gọi mãi vẫn không thấy chồng ra tiếp ứng. Đến khi trở vào nhà bật điện, chị Trinh đã lặng người vì phát hiện chồng mình, anh Trương Văn Tâm, 41 tuổi đã tắt thở. Trong nhà ngoài sân nhiều đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang. Theo nhân chứng là anh Nguyễn Đình V, 42 tuổi, trú tổ 5, một trong những người tiếp cận hiện trường đầu tiên cho hay, khi người dân nghe tiếng kêu khóc của mẹ con chị Trinh đã lập tức chạy sang, nhưng đến nơi thì anh Tâm đã nằm bất động trên chiếc giường xếp. Trên người anh có nhiều thương tích. Biết anh Tâm đã qua đời nên ngay sau đó chúng tôi đã trình báo sự việc này tới công an xã. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với công an xã Tam Hiệp và công an huyện Núi Thành tiếp cận hiện trường, thu thập chứng cứ và tiến hành các thủ tục khám nghiệm cần thiết để điều tra nguyên nhân vụ án. Tuy nhiên, do nhà anh Tâm nằm sát quốc lộ 1A, nạn nhân lại là một công an viên địa phương, nên sự việc thu hút rất đông người hiếu kỳ và sự quan tâm, chú ý của dư luận. Ông Trương Đình Hòe, chú xã Tam Hiệp, cha của nạn nhân Tâm cung cấp thêm thông tin. Vào đêm ngày 6 tháng 1, do vừa săn được con heo rừng lớn, nên Tâm tổ chức một buổi rượu thịt tại nhà, mời nhiều anh em, bạn bè và hàng xóm đến tham gia rôm rả. Cho đến khoảng 11 giờ đêm thì những người bạn của Tâm ra về. Tuy nhiên khoảng 3 giờ sáng hôm sau thì Tâm được phát hiện bị sát hại dã man ngay tại nhà. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Tâm vì nhậu với bạn nên ngủ ở phòng khách, còn con dâu là chị Trinh và hai con gái ngủ trên phòng. Chính vì vậy khi mẹ con chị Tâm phát hiện Tâm bị kẻ ác sát hại trong đêm thì cũng đã muộn, Tâm tắt thở từ trước đó. Tuy nhiên xung quanh vụ án cũng dấy lên nhiều nghi vấn và đồn thổi trái chiều, bởi nạn nhân là một công an viên tại địa phương, nhiệt huyết với công việc, rất có uy tín và được người dân quý mến. Ngoài hiện trường ban đầu để lại, thể hiện là một vụ sát hại nạn nhân nhằm trộm cắp tài sản thì do tính chất đặc thù và những va chạm trong công việc nên nghi vấn công an viên Tâm bị một số đối tượng thù oán cá nhân hoặc côn đồ thanh toán là hoàn toàn có cơ sở. Đặc biệt, điểm nghi vấn lớn nhất là hai ngày trước khi bị sát hại, anh Tâm đã có vụ xô xát với người quen ngay tại khu rừng keo gần nhà, thậm chí đối tượng này còn đe dọa sẽ đốt nhà hoặc gây thương tích cho anh Tâm và gia đình. Ngay trong thời điểm công an viên Trương Văn Tâm bị sát hại, theo lời kể của một số nhân chứng, thì rạng sáng ngày 7 tháng 1, có 3 đối tượng, 2 nam 1 nữ đã xuất hiện gần nhà của nạn nhân, mang theo hung khí, sau đó vội vã đèo nhau bỏ chạy về hướng thành phố Tam Kỳ. Tuy nhiên, ngay sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc, thì mọi sự sắp đặt ở hiện trường, những kẻ lạ có hung khí lại hoàn toàn không phải là đối tượng tình nghi mà các điều tra viên nhắm đến. Cô vợ Nguyễn Thị Thanh Trinh khi xảy ra vụ việc đã hoảng hốt kêu cứu trước cái chết thương tâm của chồng. Người góa phụ đang bịt khăn tang, vật vã đau thương bên quan tài người xấu số mới chính là đối tượng tình nghi số 1 của các điều tra viên. Kết quả giám định pháp y, nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường đã phát hiện nhiều điểm ngụy tạo. Thông tin xác minh lại không hề trùng khớp và phản biện hoàn toàn với lời khai của Nguyễn Thị Thanh Trinh. Từng bước mở những nút thắt nghi vấn, kết quả điều tra cùng hiện trường giả của vụ án đã giúp các trinh sát vạch mặt hung thủ thật sự đã sát hại công an viên Trương Văn Tâm, chính là Nguyễn Thị Thanh Trinh, vợ của nạn nhân. Ngày 14 tháng 1, đúng 7 ngày sau vụ trọng án của công an viên Trương Văn Tâm, dư luận tỉnh Quảng Nam lại một lần nữa chấn động trước thông tin Nguyễn Thị Thanh Trinh, vợ của anh Tâm bị bắt khẩn cấp vì tội sát hại người. Cô ta từ thân phận vợ góa con côi của nạn nhân được dư luận quan tâm thương cảm, bỗng chốc bị vạch mặt trở thành một ác phụ sát hại chồng.
Trước thái độ bình thản đến lạ lùng, thừa nhận hành vi tạo dựng hiện trường giả, ngụy tạo và chính tay dùng vật cứng sát hại chồng khi đang ngủ trước cơ quan điều tra cũng khiến dư luận ghê sợ lên án. Xung quanh cô ta cũng ngay lập tức bị bủa vây bởi nhiều lời đồn thổi như ác phụ, ngoại tình, bắt tay với tình nhân, lập mưu sát hại chồng hoặc cấu kết với những kẻ côn đồ để trừ khử cái gai trong mắt và thảnh thơi đi theo tình mới. Còn bản thân ác phụ Thanh Trinh lại khăng khăng thừa nhận chỉ duy nhất mình tôi gây án. Và vì nhiều năm trời đau đớn, uất nghẹn dưới những trận đòn say của chồng, nên muốn hạ sát chồng để tự giải thoát. Hay lời khai thêm rằng mấy hôm trước ổng nhậu say về táng chửi tôi thậm tệ, nên tối đó ổng say lại tiếp tục táng chửi khiến tôi uất hận đến không còn lý trí hay tình nghĩa vợ chồng gì nữa. Trong đầu tôi chỉ có ám ảnh, hạ sát ổng thì mới giải thoát được bi kịch của cuộc đời tôi. Vậy là tôi chờ ổng ngủ rồi hành động. Thế nhưng sát hại chồng xong, tôi lại sợ các con, sợ gia đình, sợ pháp luật lên án và trừng phạt, nên tự nghĩ cách làm hiện trường giả để thoát tội. Ngoài dùng dụng cụ sửa xe tác động vỡ đầu, ông Tâm tắt thở ngay lúc đó, tôi còn chạy xuống bếp lấy một vật sắc nhọn tấn công ổng liên tiếp, rồi đắp chăn và dắt xe máy ra trước sân, rồi chạy ra ngõ kêu khóc với bà con hàng xóm. Lời kể bình tĩnh của Thanh Trinh khi bị thẩm vấn khiến ai cũng lạnh người. Cô ta hoàn toàn xứng đáng bị phỉ báng với hành vi ác phụ của mình. Nhưng ít ai biết, sau những phút tỏ ra lạnh lùng đó, Thanh Trinh là một cô vợ bất hạnh. Nhiều năm liền cô ta đã cắn chặt môi, cam phận để không bật ra tiếng than khóc. Khi bị chồng hễ say một chút là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Ngay cả hôm nay và sẽ là những chuỗi ngày dài tiếp theo, Trinh phải đối mặt với sự đền tội trước pháp luật. Trinh cũng cố ra vẻ mặt trơ nhưng lại giấu vội đôi dòng lệ. Trinh là một người phụ nữ khỏe mạnh, sởi lởi và tháo vát. Anh Tâm ngoài thời gian công tác tại công an xã Tam Hiệp và quăng quật với tiệm sửa xe máy, chắt chiu kiếm từng đồng tiền lẻ thì cũng rất chịu khó phụ vợ bán cháo lòng. Nhờ vậy mà quán cháo lòng của Trinh lúc nào cũng đông khách và là nguồn thu nhập chính của vợ chồng Tâm Trinh. Nhưng ngặt nỗi, ông chủ quán từ đó cũng sinh tật nhậu nhẹt và nghiện rượu. Bình thường không say xỉn, Tâm là một công an viên rất năng nổ, nhiệt huyết với công việc và được lòng người dân ở xã. Bất cứ có vụ án lớn nhỏ trong thôn, trong xã hay xô xát, bất hòa giữa người dân nào thì Tâm đều có mặt và giải quyết ổn thỏa, hợp tình, hợp lý. Nhưng Tâm lại có tính xấu là rượu vào thì táng vợ chửi con. Một lần, nhiều lần rồi trở thành cơm bữa, khiến cô vợ Thanh Trinh đã vất vả mưu sinh lại phải cam chịu đòn roi, rồi dồn nén trở thành uất hận. Thành thử dù vẫn sống chung một mái nhà, vẫn danh nghĩa vợ chồng, nhưng thực chất Trinh và Tâm đã ly thân từ 2 năm nay. Đêm 6 tháng 1, Tâm nhậu say về nhà lại lôi vợ ra ngược đãi. Nghe đâu, trong những câu chửi với vợ, Tâm còn ám chỉ Trinh đang theo trai nên phụ chồng. Táng vợ xong, Tâm lăn ra giường bố ở phòng khách ngủ. Riêng Trinh, mọi dồn nén bấy lâu đã thôi thúc cô ta trả hận. Hậu quả của sự kiềm nén uất hận của Trinh đã gây ra quá nặng nề. Anh Tâm thiệt mạng do chấn thương sọ não. Sau đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Trinh 14 năm tù về tội tước đoạt mạng người. Thưa quý vị, một cái giá quá đắt cho người vợ bị mang tiếng là ác phụ chỉ vì sự uất ức không thể kiềm chế được của mình. Nhưng nguồn cơn gây nên những ức chế của người vợ lại là nạn nhân người chồng với sự ngược đãi vợ sau những lần uống rượu say. Vụ án đã để lại bài học đắt giá trong cuộc sống hôn nhân. Hãy chọn cách giải quyết có lý, có tình một cách tốt nhất để không xảy ra những vụ án đau lòng như trên. Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có thể thông tin đến quý vị những vụ án mới nhất. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.